À, chào các bác nha. Thì ngày hôm qua về hàng á, là có một con 3.8 này các bác. Đây là một cái sản phẩm mà đầu tay cao cấp của hãng QSC Mỹ, là model chạy sò sách đỉnh cao nhất. Con này em đấu mạng Nhật về nha các bác, và em đã chuyển điện cho các bác rồi nha, chuyển điện hàng gia đình. Tại vì những con QSC Mỹ á, thì nó đều trang bị 4 cầu điện, cơ bản là mình các bác có sơ đồ chuyển điện là mình chuyển điện được nha. Con crown cũng vậy các bác. Con QC 3.8 này các bác sẽ có được là hai cầu loa. Đấy, tem cờ còn nguyên hết các bác. 1600W trên 1 CH nha. Có nghĩa là 1600W trên 1 cơ như thế này. Mỗi vé nó sẽ chạy là 20 con sò sắt Toshiba chữ đỏ. Mà sò này là các bác biết nó sẽ chạy sò của 9090DB nha. Cực kỳ khỏe. Và các bác nhìn con máy giúp em này. Từ chữ nghĩa rất là nét, sạch sẽ, sáng tròn. Đặc trưng của những sản phẩm hàng chất mạng về. Dual mono nghĩa là cấu hình mô lắp 2 volume, 2 công tắc nguồn, 2 dây nguồn. Quai nịp bộ đầy đủ không thiếu gì hết. Mé đẹp xuất sắc, tất cả mé em đều bảo hành nguyên zin cho các bác nha. Hoạt động hoàn hảo và đã chuyển điện 220 rồi về, các bác chỉ việc cắm gia đình thôi. Với công suất lớn 1600W trên 1 cơn CH như thế này. Và em nó không sử dụng quạt nha các bác. Không sử dụng quạt. Nó chạy 20 sò sắt tản nhiệt hai bên này, các bác thấy không? Cái phần tản nhiệt của nó này. Máy nặng khoảng 30 kg, hai tăng phô riêng biệt. Và cấu hình cũng như cái bộ giáp sắt của nó nhìn rất là đã, rất là ngầu luôn. Và mỗi lần mở cái nắp này là một cái vấn đề, mưa mở lâu lắm, nhiều ốc lắm. Riêng ốc trên này nè, rồi ốc bên này nè các bác, nó nhiều lắm. Mở mỗi lần mở đóng con này là một cái vấn đề khoảng 15 phút đấy, lâu. Ốc rất là nhiều. Đấy. Và một thiết kế cực kỳ là chắc khỏe. Có quai, đấy. Trưng bày và một con máy rất là đẹp, giá là 15.500.000 nhớ bao gồm phí ship nha. Đây là một mẫu đẩy sò sắt của QC khủng nhất nha các bác, 40 sò sắt. Các bác đánh RB, đánh sub, đánh boss, đánh BMB đều tuyệt vời, nhưng mà đặc trưng của dòng 3.8 nó cho ra tiếng ấm nha. Tiếng ấm và tiếng bass đầm. Thích hợp để các bác vừa nghe nhạc vừa hát karaoke và không có quạt, thì các bác nào khó tính thì chọn con này nha. 15.500.000 bao gồm phí ship, bác nào lấy liên hệ trong chiến qua hai số điện thoại trên. Vừa rồi em cũng có giao mấy con cho các bác rồi đấy. Và đây mới về thêm một con, bác nào muốn sở hữu nó thì liên hệ cho em. Vì đây là những con đẩy hay và hot nên em đều đấu mạng về. Có con nào em đều đấu về giá tốt cũng như phục vụ các bác là 15.500.000. Chiến khoản đủ em bớt 200, còn 15.300.000 nếu cọc tiền, cọc giúp em 10%, khoảng 1.500.000 trở lên là em ship hàng. Còn bao nhiêu tiền các bác nhận hàng thanh toán giúp em nha. Rồi sau đây em mời các bác cùng xem nội thất bên trong. Đây em mời các bác cùng xem cái cấu hình của con 3.8 này các bác. Đặc trưng mỗi vé nó sẽ chạy là 20 con Toshiba chữ đỏ đấy. Mới con hai tăng phô này các bác, hai tăng phô dây nhựa của nó. Cấu hình của nó thì nhầy thôi, hai cái mặt đối xứng ụp nha. Mỗi mặt nó sử dụng 10 con sò, hai mặt ụp lại tổng 20 sò sắt. Bác nào chốt thì alo cho em nha, qua hai số điện thoại 0978338114 nha. Trước khi hàng đi em sẽ làm video để các bác cùng xem và trải nghiệm những con hàng hot của QC như thế này. Đây là hàng hot nhất của QC model chạy sò sắt. Còn hàng chạy sò thang thì nó khá là nhiều, như QC 4000, 3000, 2000 vân vân, 1500, 1600. Còn model mà chạy sò sắt đỉnh nhất là con 3.8 thôi. Đấy nó này. Cho thấy cấu hình nó dày đẹp luôn. Với 20 sò sắt, phần là phần tản nhiệt, không sử dụng quạt đấy. Đấy, có thấy rồi. Rồi, em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo nha. Mé thì em bao zin tuyệt đối cho các bác, mé là chưa qua tay sử dụng người Việt Nam. Bác nhìn cái độ nét chi tiết này, đấy. Từ chữ nghĩa đá các bác, nhìn phê.